Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nho Quan luôn quan tâm, chăm lo giáo dục, rèn luyện bộ đội về mọi mặt, đặc biệt là rèn luyện kỷ luật, giữ vững kỷ cương, qua đó góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm của bộ đội, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, không chỉ là khẩu hiệu mà còn là phương châm công tác của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nho Quan. Từ nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Quân sự huyện về nội dung này, các chi bộ đã nghiêm túc quán triệt, lồng ghép giáo dục với các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, đảm bảo phù hợp với thực tế. Do đó, nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, học tập, sinh hoạt được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học, chất lượng ngày càng được nâng lên. Hàng tháng thì mỗi cán bộ đảng viên đều có cái bản cam kết thực hiện theo quy định của Đảng bộ Quân sự tỉnh, và chúng tôi phát huy vai trò của công chí trợ lý bảo vệ dân vận, nắm tình hình cái mối quan hệ của anh em khi về nhà, khi về với địa phương, thì để có những cái biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ địa phương để giữ vững ổn định tình hình đơn vị. Do vậy thì những năm qua thì đảng bộ chúng tôi và nói chung và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nói riêng thì không có cái vi phạm kỷ luật. Tăng cường kỷ luật đã được gắn với chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ chiến sĩ sát với thực tiễn của đơn vị. Trong lĩnh vực quản lý kho vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt để phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Kho vũ khí của đơn vị là đã được Đảng ủy chỉ huy triển khai lắp camera xung quanh kho để đảm bảo khâu an toàn, và tất cả các quy trình ra vào kho đều được theo đúng quy định. Phải có lệnh của người chỉ huy mới được ra súng, và hàng ngày thủ kho là xuống kho và lấy chìa khóa ở bảo mật, xong và xuống kho mở niêm phong, sau đó mỗi lần làm kho xong là lại phải khóa lại niêm phong và mang chìa khóa lên bảo mật. Quá trình là thực hiện của đơn vị luôn luôn là chấp hành nghiêm quy định của trên về công tác kho vũ khí an toàn tiết kiệm. Giữ vững kỷ cương, nâng cao sức mạnh quân đội không chỉ được thực hiện tại đơn vị mà còn được cán bộ chiến sĩ duy trì nghiêm khi xuống cơ sở, cũng như trong quá trình làm công tác dân vận. Từ việc phối hợp giải quyết chính sách hậu phương quân đội đến giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng. Khi anh em được về địa phương đi tranh thủ, đi phép thì anh em là trước khi đi là đều phải có cái viết cam kết, cam kết về chấp hành kỷ luật, mối quan hệ quân dân, rồi cho nên là 100% cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện là cơ bản là anh em chấp hành tốt, nhất là công tác dân vận. Khi về địa phương là phải có mối liên hệ với địa phương, và đặc biệt là tham gia cùng với địa phương các cái hoạt động, các cái hương ước của thôn xóm, và đạt được cái hiệu quả rất là tích cực. Chấp hành kỷ cương, kỷ luật quân đội, pháp luật của nhà nước là điều kiện đầu tiên quan trọng để mỗi cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Qua đó góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính,